Rồi hello mọi người nha. Nay Sù Ca mướn được một anh mà mày ná nghe anh em. Anh mày ná rất là chuyên nghiệp nha. Thấy không? Mày thước đo đồ đầy đủ hết. Này cũng khiếp lắm nha, này nè. Đo đồ gạch kẻ độ đồ đủ thứ hết. Mà giữ. Đó, thì mới mướn được nha anh em. Bữa nữa cắt số lượng thôi lớn lớn về mày bán giá rẻ cho anh em. Giờ. Rồi, đây là mày đi SK4 với SK mini nè. Form gì là option luôn. Qua VIP rồi anh em ơi. Thì ca hay đi giao lưu này kia nên không có mài được anh em. Thì liên kết là mướn. Rất là kỹ cho anh em coi, cho nó máy lớn nói chuyện không nghe. Đây này là option mày, cái full cành viền này mày rất là khéo nghe nè. Anh này ảnh không biết chơi ná nhưng mà anh biết làm cơ khí mày rất là ok, chỉ sơ sơ thôi là anh mày được rồi. Chuẩn bị anh em, chuẩn bị có lô ná ít ca rẻ cho anh em xài rồi. Đã tìm được cái người mày rồi thì bán giá rẻ tặng cho anh em tiếp cận nha. Đây, quả VIP, ba VIP. Đây. Đó, từ một cái phôi như vậy mà mày rất là chuyên nghiệp. Mày rất là chuyên nghiệp nha anh em. Vì đánh nhám vô là rất là lát. Bên mình là sử dụng đá mài không à, chứ không có sử dụng máy mài. Thì bữa đó sẽ có một mẫu đá giá tầm trung cho anh em.